Xin chào tất cả các anh chị nhà phân phối Oriflame Việt Nam. Mình tên đầy đủ là Đặng Thị Khánh Ngọc. Mình đã làm việc với Oriflame được hơn 3 năm. Với chức danh hiện tại của Ngọc là Sapphire Director. Và Ngọc đang ở trong top 15 của Oriflame Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay Ngọc chia sẻ với các anh chị nhà phân phối của mình về cách kích hoạt và thúc đẩy đội nhóm. Trong ngành bán hàng trực tiếp, đội nhóm là một yếu tố quan trọng quyết định kết quả kinh doanh của Ngọc hay bất kỳ anh chị em nào đã chọn Oriflame để phát triển công việc kinh doanh của mình. Trong công việc kinh doanh của Ngọc, Ngọc đã phát triển đội nhóm của mình trên nền tảng công nghệ 4.0 hiện đại này. Và Ngọc đã tạo ra hai nhóm chat song song để dẫn dắt đội nhóm của mình làm việc hàng ngày. Nhóm thứ nhất là nhóm giải đáp thắc mắc. Thì trong nhóm này, Ngọc sẽ phổ biến giới thiệu catalog hiện tại của tháng, cũng như là phổ biến các chương trình khuyến mãi và kết hợp với việc chia sẻ những câu chuyện thành công của các leader tại Oriflame. Và bên cạnh đó, để truyền cảm hứng cũng như là kích hoạt tinh thần của các anh chị nhà phân phối trong đội nhóm của mình. Nhóm chat thứ hai đó là nhóm nồng cốt. Nhóm này sẽ được tạo ra vào lúc 13 giờ ngày 1 tây hàng tháng sau khi tất cả các anh chị nhà phân phối đã hoàn thành 200 điểm BB theo đúng quy trình làm việc của sếp Hải. Và 200 BB cũng là chiếc chìa khóa vàng mở ra cơ hội thành công tại Oriflame. Trong nhóm nồng cốt này, Ngọc sẽ dẫn dắt đội nhóm của mình làm việc theo quy trình tuần hoàn của số 1 Oriflame Việt Nam là anh Nguyễn Hải và chị Châu Hiền. Ví dụ từ ngày 1 đến ngày 4, Ngọc và các anh chị trưởng nhóm sẽ cùng nhau rà soát nhà phân phối cũ cũng như mới để về doanh số cá nhân của tháng này. Hoặc từ ngày 5 trở đi, toàn bộ hệ thống sẽ tập trung cho việc tuyển dụng để phát triển nhóm và hoàn thành mục tiêu của tháng đó. Với chia sẻ của Ngọc ngày hôm nay, hy vọng tất cả các anh chị nhà phân phối sẽ có thêm chút kinh nghiệm trong việc kích hoạt và thúc đẩy đội nhóm mình phát triển. Và chúc cho toàn thể anh chị nhà phân phối Oriflame Việt Nam một năm mới thành công thật rực rỡ. Và nhiều anh chị sẽ nhận được nhà, nhận được xe miễn phí trong năm 2021 này. Xin cảm ơn!